là nghe nói sợ cái vụ đó đó. Trời ơi, tôi mày sợ. Không có đâu. Sợ nghe nói là lòi ra rồi. Hôm nay là ông rồi. Nên là ông sẽ trốn đi. Trốn đi. Thật bất ngờ với tác phẩm Cô Thấm ở dưới gầm cầu, cô gái bị khờ nhưng bây giờ vẫn còn mập mờ chưa có kết quả. Mời quý vị khán giả đón theo dõi hết trong clip trong đây rồi quý vị khán giả sẽ hiểu thêm sự tình. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Vui vẻ chưa? Có gì từ từ nha. Thấm đang có bầu nên làm nó sợ. Không. Thấm đang có, nói chung là có cháu rồi mà nên phải bình tĩnh rồi thôi anh Dũng ơi. Có thì kiếm miếng đau mà mất tiêu rồi. Nãy ông đòi đi xuống sông làm gì không biết nữa. Kiếm miếng đau không? Nãy ông lòi lội xuống sông làm gì? Đi làm đồ mổ. Đồ mổ ha. Cho mát luôn. Đồ mổ rồi tắm luôn ha. Hôm qua nay em nghe nói là anh tính bỏ gầm cầu hả? Chốt đi hả? Chốt vậy, tôi về anh hỏi tôi chơi, tôi đi. Vậy mà nghe nói tin đồn là trốn đi. Trời ơi. Này. Không có là nghe nói sợ cái vụ đó đó. Sợ. Trời ơi, tôi mày sợ. Không có đâu. Sợ nghe nói là lòi ra rồi. Hôm nay là ông rồi. Nên là ông sẽ trốn đi. Trốn đi. Mà phải vậy không? Trốn đi. Trốn đi về cái lốc vậy đó. Gì trên? Dòng họ ruột ở trả đó. Chơi. Vậy mà đổ thừa là anh vẫn trốn đi. Trời ơi. Tại không có tiền đi rồi lấy gì đi. Dạ có vốn thì đi. Em đang vốn thì đi. Mà vốn bao nhiêu mới đi được? Dạ 100.000 à, 200.000 đi được rồi. Đây là chảnh mấy em cho tiền đi về nó không chừng. Lấy tiền lì xì ha. Rồi hôm nay có đi khám cho tìm cho khám không? Bữa nay đi mà bữa nay đâu không có vậy đi. Mai đi. Bữa nay tới lịch khám rồi hả? Mai đi không? Khám này chạm này chứ đâu. Dạ, không phải khám định kỳ cũng được. Tại vì bác sĩ người ta kêu khám định kỳ, mình phải khám định kỳ. Khám hàng chạm mà sẽ không. Dạ được, thì cái sổ mình khám đó nữa, coi chừng mình xanh đó luôn á. Dạ. Để cho bác sĩ người ta theo dõi. Còn rồi. Còn thì nó đi Chứ mà Phan Nhi. Đúng rồi. Khi có sổ là còn khoảng bao lâu nó mới xanh vậy? Không biết. Cũng 8 tháng rồi. Theo anh chị đoán là khoảng chừng nào? Bác sĩ khám mới biết này chứ mình. Bác sĩ khám mới biết. Trong cái sổ nó có ghi tại anh chị có biết chữ thì. Dạ lấy cái sổ ra. Rồi. Người ta chẩn đoán á. Được rồi. Chẩn đoán trong đó là bao nhiêu tuần á là. Đâu lấy ra coi. Có cái phần chẩn đoán á. Đâu lấy ra đưa đem đọc coi được khỏi quay hình dương đó. Rồi, thấy nó không nghe anh Dũng nói với chị Huệ nói là bác sĩ kia sanh mổ vậy mà. Nó chuyển đi Sài Gòn vậy biết không? Tại đâu chuyển? Đi Sài Gòn hả? Đâu mà Sài Gòn với ông nội. Đi đâu bữa hổm rồi. Mấy chị nữ bác sĩ á. Thấy sức khỏe nó cũng bình thường mà, gì đâu đi tới Sài Gòn gì vậy? Em biết tôi đâu có lấy đâu rồi, hỏi tôi. Dạ, bệnh viện tỉnh là người ta làm được rồi. Ờ trời tiền lay ăn uống rồi đèn xong không lo chưa xong nữa đi Sài Gòn. Trời ơi. Lấy ra cho đừng có đưa nguyên cái bóp rồi lấy ra đi. Còn lấy cái giấy đem coi cái. Ta để trong đây nè để mình thấy mình coi. Hiện tại là anh biết nhiêu tầng chưa? Chưa luôn hả? Hồi nó ấy mới đầu nó lên á. Trong Tết nữa 7 tháng mấy rồi, giờ cũng 8 tháng rồi. Bởi vậy. Rồi thường là ta 8 tháng mấy là thấy sinh rồi tới nơi. 9 tháng 10 ngày mới sanh. Không cô ơi, về thời buổi bây giờ không có sanh đúng ngày đâu. Bởi giờ sanh sớm không à. Không biết là một lần thì 9 tháng 10 ngày mới sanh. Dạ. Yeah. Cô không biết xác đâu, hồi xưa chắc mình đâu siêu âm như bây giờ đâu mà chính xác được. 9 tháng 10 ngày thì ta chỉ kỳ thị nhau thôi. Phụ nữ ngày xưa giờ khác bây giờ.
bây giờ phụ nữ nó dễ sanh. Bây giờ 9 tháng 10 ngày người ta chưa sanh nữa, xin gạo ăn á. Thường là con thấy là 7 tháng mấy, gần 8 tháng là sanh rồi. Bây giờ ăn uống đầy đủ á. Có không anh? Có, không từ từ đó anh. Trong đây cái thai kia, trong đây cái thai của em bé là đã cân nặng là 1100 gram. Rồi con ký mốt à? Không, nó còn một tháng cuối nó lên nhanh lắm. Vậy thông thường những cái giờ phút chót là nó phát triển mau. Phát triển nhanh. Bởi vậy á, anh phải lo tổng bổ cho con gái vô, cho con học dịch hoài sau sức đâu. Có nó đi mua đó, tôi kêu nó đi đâu thầy. Bò sáng chạy đi mua đó hả? Trong cái này là nước rút và phải cho mọi người mẹ bồi dưỡng giống như kiểu luôn. Là hồi sáng này lu bu quá rồi cái bé thấm nó tự động nó đi mua đúng không? Nó thèm cái gì đồ ăn đó chứ hả? Anh chị đây anh ấy lên dốc này kia nào phải coi đừng cho lên trên đường đi cái đường này tôi sợ nè. Cái này là khám bữa ngày 1 tháng 2 năm 2024, ngày 1 tháng 2 thì thai đã được 30 tuần rồi. Thường là 36-37 tuần là xanh đó. Nó mà bữa ngày 1 tháng 2 30 tuần. Bữa nay là mười mấy. Kìa kìa dưới kìa kìa đó đó. Kìa. Đó ngoài đó. 30 tuần là nhiêu ta? 30 tuần nhân cho 12. Ủa, đó, 30 tuần đúng nhân đúng cho 7. Nè. Nhà mới gần đây được cái giấy này lâu rồi. Tôi sắp rồi đó nghe. Giấy lâu rồi. Đó kìa đó. 25 tháng 1. Đó giấy mới đó. 25 tháng 1 có tháng 2 đây nè, tháng 2 mới đây nè. Không coi trong đây không thấy để ngày. Mới khám đây mà. Là 1 tháng 2 nè. Được rồi, cái này được rồi. Được rồi chị ơi. Không hết rồi, đâu còn miếng nào nữa đâu. Được rồi. Chẩn đoán mà sai. Con này đánh mưa. Lấy cái hội nè. Không có. Dụng mấy ngày nay anh bằng thẳng hết trơn rồi trời. Dầu lo đủ thứ các việc nên hết chuyện này tới chuyện kia. Viết cái tóc bà trắng cho anh Dũng. Mà ông cạo đầu rồi đó mà không thoát nổi mà. Năm nay anh tóc tôi mà chuyện gì tới rồi người đến. Mai 5 tuổi anh á, giờ anh tôi thấy sang năm 19 72. Nguyễn Thị Thắm Em, tên là thật nha, Nguyễn Thị Thắm Em, 27 tuổi. Sinh năm 97. Lấy tầng là được rồi anh. Tầng rồi. 30 tuần. 30 tuần ha. Còn khoảng 6-7 tuần nữa anh ơi. 30 tuần là nhiêu? 4 tuần là gần tháng đó, 28 ngày. 30 tuần lên. Là bữa ngày 1. Ngày 1 nói chung còn cả tháng nữa mới có xanh được. 32 tuần rồi đó. Còn cả tháng nữa mới có xanh. Bởi vì con nói thì nó đón nó thì cả tháng nữa đó. Dạ. Đó mày. Vậy hổm dài là từ bữa một tay hả? Một tay nay mười mấy là được 2 tuần nữa rồi, 32 tuần rồi đó. Dạ. Còn khoảng mười mấy ngày nữa hả? Bởi vì đón nó cũng được 17 ngày nữa. Phê đồng hồ anh Dũng? Dạ. Phê đồng hồ anh? Có. Còn khoảng mười mấy ngày, 20 ngày nữa. Hồ đẹp ha. Đồng hồ của anh đã cho. Chứ đâu có tiền đâu mua. Sao đặt được cô? Không mà đặt được, xe cấp cứu mà đặt gì? Đó, người ta kêu tôi đi xe, kêu xe cấp cứu. Xin xuống khỏi ta. Không khỏi, đây là sát bên. Lên kêu là người ta chở à. Kêu cứu á, tôi rồi. Xe đó lúc nào cũng có, khi nào kêu là người ta lại rước mẹ. Chứ đặt gì đặt. Đặt cái đó sao đặt được? Đâu đặt đâu mà đặt. Ta kêu tôi đi kêu bảo nó nói vậy đó. Cô không biết. Chú gần tới ngày sanh cũng phải chuẩn bị ha, cho bé nó ăn đầy đủ này kia. Đừng cho hụt dịch nữa nha. Tại nó đi mua chứ tôi có mua đâu trời. Nó gọi ta. Rồi đi ai đi chăm bé? Anh Dũng. Hả? Ai đi chăm bé? Ngoài anh ấy với mẹ. Vậy là anh ở nhà ha. Bỏ nhà nó được. Bỏ nhà chú lấy không coi gì được. Năm ngoái mất hết trơn gạo luôn.
anh phải lên chứ, anh phải lên anh coi coi là đầu tiên sanh ra có cái mặt giống ai. Rồi rồi, chuyện đó thì khỏi nói. Khỏi nói. Nhờ nhà ai đó coi chăm chăm giùm, coi nhà giùm. Sáng đi chiều về chứ đâu quá. Ừ, đi chút xíu về. Hai chồng dẫn với Thắm đi đi, nhờ bà ngoại ở nhà giữ nhà giùm. Không.